6 mẹo vặt cứu nguyên món ăn bị mặn, giúp bạn ngày càng đảm đang hơn. Đừng bao giờ để những món ăn mặn làm bạn trở thành người nấu ăn dở. Khi việc nấu ăn diễn ra mỗi ngày, dù nấu ăn chuyên nghiệp đến mấy cũng không thể tránh khỏi đôi lúc lỡ tay cho quá nhiều gia vị. Khi đó món ăn quá mặn thì phải làm sao? Chẳng lẽ phải bỏ đi cả nồi thức ăn ư? Không đâu, đã có những mẹo vặt này giúp bạn chữa mặn cho món ăn rồi. Tùy vào món ăn, tùy vào mùi vị mà bạn có thể chọn một trong những cách chữa mặn sau đây. Số 1, vắt thêm một chút nước cốt chanh vào món ăn sẽ tạo thêm vị hơi chua. Khá ngon, nếu ai không thích ăn chua thì nên chọn cách khác. Số 2, cho thêm đường, vị ngọt sẽ giúp trung hòa muối, tạo thêm vị hấp dẫn cho món ăn. Số 3, sử dụng khoai tây, các bạn cho vào món ăn khoảng 10 phút rồi bỏ ra. Khoai tây sẽ hút bớt muối. Số 4, thêm nước cho canh súp là cách đơn giản để chữa mặn cho các món đồ ăn có nước. Số 5, bạn chỉ cần thêm cà chua vào các món ăn có thể nấu chung với cà chua. Số 6, sử dụng sữa chua, chỉ thích hợp cho các món ăn có thành phần từ sữa như phô mai, kem tươi, cà ri béo. Bằng cách cho thêm một vài sữa chua không đường vào, vị mặn của món ăn sẽ được giảm bớt. Trên đây là 6 mẹo vặt cứu nguyên những món ăn bị mặn lúc bạn lỡ tay cho quá nhiều muối. Chúc các bạn có những món ăn ngon hơn. Video đến đây là hết rồi, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại ở các video sau. Mình chào tạm biệt.